nhìn thật xa, từ nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai sẽ có thân ta bước qua dẫu cuộc đời này chẳng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao nếu chân ta bước sang ta lâu mà nhìn thật xa, từ nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai sẽ có thân ta bước qua dẫu cuộc đời này chẳng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng sao nếu chân ta bước xa trên con đường. Tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, sách ca lô lên và đi, không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, quên hết bao nỗi buồn, phá không gian giam cầm ta. Nhìn kia trong gian hàng xa, ba bốn anh đang giúp trâu ra đồng. Kia trường phố thật lanh đanh, mong các người ba người dần cười vui. Kia của em là trung du trên núi cao, đôi mắt hình hồng đào. Kia sông phố rộn hoang vu, mang nét riêng, không ai đâu thanh bằng. Ôi Việt Nam, ta mới biết đám cưới chốn thôn quê mừng nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay ta mới biết những vách núi treo leo chợ phía Sapa tỉnh Lai Lan. Hôm nay ta mới biết lúa nếp gói cơm lam ngọt thơm hương Tây Bắc. Hôm nay ta mới biết mai ngon